Vâng, xin chúc mừng tất cả các bác máy cày đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Một là chúc sức khỏe và mừng lễ 1 tháng 9 năm 2024. Một năm mà tất cả các bác cũng đã theo dõi qua kênh của Lê Tuấn rất nhiều. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn và mua bán qua kênh. Và cũng như đầu lễ hôm nay, Lê Tuấn lên công ty băm rác thì tiếp tục review, bởi vì công ty mời Lê Tuấn lên để ăn lễ, thì nhân tiện đây Lê Tuấn review tiếp lại chiếc xe 4006 đời T7 có cả mọc số cực kỳ đẹp, vỏ 18430 quá nha, vỏ lớn, gai còn rất sâu, bánh sau vỏ còn được 76-70%, hai ti ben cầu 7 tấn, mọc rộng 2m2, dài 3m8, cao 1m7. Em báo giá cho các bác vẫn nguyên si và nguyên vẹn, đúng 145 triệu, không đổi. Bởi vì em đi tìm kiếm rất nhiều nhưng mà nhiều không được như ý. Bữa trước thì một cái đồng bộ đây đã bán xong rồi, còn bây giờ một cái này, nếu bác nào rất 3-4 bác đang yêu cầu em review lại thì xe này em bao nổ hết cho các bác nhé. Đấy, tất cả mọi cái em bao nổ và tất cả bao zin cho các bác luôn. Đấy, cho nên các bác chỉ cần alo là em sẽ ship đến cho các bác. Bởi vì không cần phải nổ, bởi vì riêng máy Ford thì các bác biết rồi. Đấy, rất đẹp. Và từ giò gà, đấy các bác này nha, từ giò gà còn nguyên si luôn. Xe này là xe vẫn làm ăn của công ty, người ta rất kỹ. Đấy, rất kỹ lưỡng. Và thứ hai nữa là đời T7 các bác này. T7, đấy, T7. T7 máy thì đang còn riêng nguyên. Đấy, báo cáo các bác như vậy. Đấy, thứ hai nữa là từ coi như là bơm nhỡ cho đến hơi hám, cho đến lốc kê đầy đủ. Đấy, và chuyển đổi qua cho các bác những cái hơi và cái Benty rất chi là phù hợp để các bác dễ sử dụng. Đấy, cầu số tất cả các thứ bao hết cho bác số này, còn ok luôn. Báo cáo số là nguyên si, đẳng cấp của một hệ mà bây giờ nếu đi tìm, các bác đi tìm một cái Ford này bây giờ hơi khó. Nó tầm 150-160 triệu có nhá, rất khó để mà tìm loại này. Đấy, 8 ốc to đùng tất cả. Đấy, thì cái giá này thì cũng dễ phù hợp cho các bác chứ không phải là cao các bác nhé. Nói thật thì các bác vậy, chứ bây giờ để tìm với loại Ford này mà có đầu mọc rất khó. Em đi tìm lâu nay vẫn không có, thì chủ nhà vẫn nói, em vẫn nói chủ nhà là bây giờ, hoặc là nhiều bác em vẫn tâm sự với các bác là các bác đi tìm loại này giờ không có, hiếm lắm, có mỗi cái này. Thì riêng cái này nhiều cái em cũng tâm sự các bác rất đẹp, bởi vì mọc rất chỉ là xịn, mọc đóng, mọc toàn bộ bằng ép, tôn ép hết, rất dài dạng. Đây, u úp u nổi u 10 úp vào không, đây các bác này, đây. Cứ ngắc, nói về cái mọc này, vỏ thì còn rất tốt, rất ngon. Đấy, vỏ là coi như 10-0-20 các bác nhé, vỏ 10-0-20, vỏ bánh đôi, 10-0-20 sexy này. Đẹp này, các bác đẹp. Đấy, sexy là cực kỳ vững chãi, cứng ngắc. Nói về cái mọt này thì báo cáo các bác cái lúc mà tiến hành có tầm trên 100 triệu, 150-160 triệu nếu đóng. Đấy, cầu số ti ben đầy đủ. Đấy, có nhiều bác ở Gia Lai đã trả cái mọt này 75 triệu nhưng không bán. Đấy, chủ đề bán nguyên cả con, còn nếu như đầu thì cũng có người mua, mọt cũng có người mua, nhưng mà thực tế ra thì nhiều bác qua lễ thì các bác với hợp đồng các bên chủng rồi em đứng ra em cắt ra cho các bác, nhưng mà nhiều khi thì chủ nhà bảo thôi bây giờ cứ bán nguyên cả con rẻ một tí thì vẫn bán nguyên cả con 145 triệu. Đấy, bây giờ em đi vào đằng sau này thì 2m2 rồi, lọt lòng các bác nhé. Đây là 1m8, dài 3m8, rất vừa. Thứ hai cầu rất đẹp, gọn ghẽ, không xì nhớt, không gì hết, vỏ các bác nhìn thấy không? Đấy, vỏ rất đẹp. Đấy, rồi ắc tất cả các thứ là nguyên si luôn cho bác, từ hầm trên hầm dưới toàn là y hết, rất chắc chắn đảm bảo. Còn thùng thì thôi ok, đây tất cả mọi cái thùng thì để cái này các bác chở bao bì là một, các bác chở mì thì nói chung là một cái sức mạnh phải nói là cực kỳ là đẹp. Nhíp nhùng các thứ là nguyên si, từ đế nhíp cho đến mối hàn cho đến mọt cho đến này, đầy đủ. Đấy, các bác bây giờ đi tìm một cái đầu mà 4006 như thế này bây giờ cũng hơi hiếm chứ không phải là dễ. Đấy, cho nên em cũng khuyên các bác là nếu bác nào mà vừa
với cái tầm của mình đang cần loại này thì các bác nên lấy loại này chứ không kiếm được đâu nữa. Em nói thật các bác không kiếm được ở chỗ nào có. Đấy. Đấy cái chỗ này đến để dầm chân ga. Đấy, thắng dây đầy đủ hết, thắng hơi cho các bác. Ti ben này mới hết. Độ sang cho các bác này dễ sử dụng. Đấy. Nói chung tiền nào của nấy các bác nhé. Đấy, còn bình bụng các thứ nghiêm chỉnh. Đấy. Bình thì lấy vào rồi, bởi vì để lâu đang sạc. Đấy, nếu các bác nào mà ok thì nổ máy thì em đã test nổ và chạy thử rồi. Đấy, nhiều người rất thích nhưng ở xa. Em thật các bác bây giờ nguyên một con này mà hôm trước bác ở Đắk Lắk xuống. Đấy, cả vợ chồng con gái xuống và để mua em này nhưng mà 12 triệu tiền xe. Đấy, nói thật thì các bác cho nên rất cao. Cho nên cái chủ mua người ta bớt là bảo em mà trả 140 triệu. À 135. 135 triệu nhưng chủ ở đây không bán. Đó. Bởi vì cái tiền xe, ví dụ mua 140 triệu cho là 145 triệu đi. Mà tiền ship hết mười mấy triệu, 12 triệu thì các bác biết không? Đúng không? Đấy, nó lên là 150 mấy triệu, 160 triệu. Cho nên là nó quá cao. 145 với 12 triệu nữa là 105 mà gọi là 150 mấy rồi. Đấy, 58. Đấy. 157. 57 triệu thì thành thế ra nó độn cái giá lên, thành thế ra vì đánh đồ thì vì không mua được. Tiếc rằng là về sau rồi mở đầu là chuyển sang mua cái mọc. Đấy thì cái tiền mọc cũng trở lên nó lấy 6 triệu nữa. Thì rất cao. Đấy, cho nên là cuối cùng nhiều bác ở Đắk Lắk rất tiếc. Đấy, bởi vì tiền xe lấy cao quá, nguyên cái này mà đút vô con xe thì cái xe ba giò các bác nhá. Đây nó dài như thế này. Đấy. Nó dài tức là cái này là 5 mét, 5 với 4 mét, gọi là 9 mét, là 10 mét với đưa vào con này. Mà cái bè, tức là xe đến người ta nói rồi, xe là chỉ có 2 mét 3, mà cái này nó 2 mét 35, nó dư ra bao nhiêu đấy nữa, không vào được. Đấy, cho nên Lê Tuấn bảo thôi, chấp nhận là không được, bởi vì nếu như phải là xe ngoại cỡ, đấy, thì là xe ngoại cỡ thì nó phải ăn nhiều tiền. Đấy. Còn nếu như bác nào mà thống nhất được cái mọc này mà ở Đắk Lắk mà mọc này 75 triệu thì Lê Tuấn có xe ship luôn, đi xe cầu, ký hộ cho các bác nhé. Các bác cứ mua 75 triệu, lên 5 triệu nữa là 180, là 80 triệu. Lê Tuấn bao ship cho các bác luôn là 80 triệu cái mọc này. Còn nếu như bây giờ, đấy, nguyên chiếc xe này thì 145 triệu, các bác nhé. Đấy, vì 5 triệu tiền ship về bất cứ nơi đâu thì Lê Tuấn sẽ có xe ký hộ. Bao ship cho các bác là tròn 150 triệu. Đấy. Hoặc là thương lượng một chút thì Lê Tuấn đứng ra dàn xếp cho các bác ở tại công ty này. Bởi vì công ty này đã là hầu như là đã cho người ta mướn. Và bây giờ thanh lý, em này đã bán cho người ta rồi. Đấy. Thậm chí thanh lý cả máy luôn và cho mướn hết khu vực này. Đấy. Nếu bác nào mà cần làm ăn thì cứ đến đây mướn luôn. Và có xe cộ cho mướn lại cho các bác. Còn thứ hai nữa là em này là bây giờ bao ship luôn cho các bác 150 triệu các bác nhé. Đấy, bao ship cho các bác luôn, bao hết cho xe gỗ 4.600 đời T7, bao đủ hơi, tất cả một bộ combo tuyệt đẹp. Mừng lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, đó là như vậy. Thì em lên sớm và bây giờ tiếp tục em lên luôn, em vào em lên video luôn cho các bác để bác nào cần, đúng không ạ? Vì các bác đánh đo là có bác đủ tiền rồi nhưng chưa hết tháng 7. Hôm trước các bác đều nói là tháng 7 các bác không mua, không xuống tiền. Đấy, thì bây giờ là hôm nay cũng là 30 của tháng 7 thôi. Ngày mai bước sang là tháng 8 âm lịch. Đấy. Và hôm nay mùng 2 tháng 9 là bắt đầu bước sang là tháng 9. Đấy, đều tháng 8 và tháng 9. Đó nha, đều qua tháng hết. Đấy thì em lên sớm một báo giá cho các bác 150 triệu bao ship cho các bác 100 cây số thôi nha. Còn bác nào mà mua cái mọt kia. Đấy. Là bao ship cho các bác luôn là 80 triệu bao ship lên Đắk Lắk hoặc bất cứ nào. Đấy, còn xa hơn một chút thì giữa hai bên thương lượng với nhau bởi vì cái mọc quá giá trị. Đấy, còn đây là hình dạng của em nó nha, rất đẹp. Đấy nha, đấy, phô. Các bác về bắt đèn, bắt kem vào. Đấy, kem đèn và các thứ thôi. Còn đâu là mọi cái đang hoạt động bình thường. Và cuối cùng thì mừng lễ mùng 2 tháng 9 thì em tiếp tục chiều nay em đã có độ nhậu và hôm qua em cũng say sưa với suy già. Đấy, cũng như các bác thôi. Đó nha, thì hôm qua em không lên video nào. Hôm nay em lên sớm, bây giờ em lên video luôn để cho các bác cập nhật. Cuối cùng em xin chúc các bác mấy cây
trên mọi miền Tổ quốc và tất cả các bác đang theo dõi kênh của em. Cho em một like để em có động lực và tiếp tục trên con đường hành trình đi tìm người cũ của người ta về làm người mới cho mình. Còn bác nào có máy cày cũ, có xe cũ, có chảo cũ và cào rác các bác nhá, chà, cào chà đấy, thì rất đông người hỏi em. Đấy, thì chào bốn, các bác không xài đến thì điện thoại cho em. Em đưa khách đến mua cho các bác. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác video sau. 0394 326 198.